22. Tương ưng bất hoại tình. Kinh 801, Ly Sa. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở trong giảng đường Trùng Cát, bên ao Di Hầu, tại nước Tỳ Xá Ly. Bấy giờ có người luyện voi giỏi, người Ly Sa, tên là Nang Đà, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên. Bấy giờ Thế Tôn bảo Ly Sa Nang Đà rằng: Thánh đệ tử thành tựu bất hoại tình, mà muốn cầu thọ mạng liền được thọ mạng, muốn cầu dung sắc, sức lực, khoái lạc, biện tài liền được một cách tự tại. Những gì là bốn? Thành tựu Phật bất hoại tình, thành tựu Pháp, tăng bất hoại tình, thành tựu thánh giới bất hoại tình. Ta thấy thánh đệ tử này sau khi mạng chung ở đây sẽ sanh lên cõi trời, và ở đó được 10 pháp. Những gì là 10? Được tuổi thọ cõi trời, sắc đẹp cõi trời, danh xưng cõi trời, khoái lạc cõi trời, tự tại cõi trời, và sắc, thanh, hương, vị, xúc cõi trời. Nếu thánh đệ tử ở trên trời mạng chung sẽ sanh vào cõi người. Ta thấy người ấy đầy đủ 10 điều. Những gì là 10? Được tuổi thọ cõi người, xinh đẹp, danh xưng, khoái lạc, tự tại, và sắc, thinh, hương, vị, xúc cõi người. Ta nói vì đa văn thánh đệ tử này tính không phải do người khác, ước muốn không phải do người khác, không nghe từ người khác, không lấy ý người khác, tư duy không nhờ vào người khác. Ta nói vì ấy có tri kiến chánh tuệ như thật. Bây giờ có người đi theo Nang Đà, thưa Nang Đà rằng: Giờ tấm đã đến, bây giờ xin ngài đi cho. Nang Đà đáp rằng: Này, ta không cần tấm gội theo thế gian, mà nay ta ở trong pháp thắng diệu này từ tấm gội. Vì đối với Thế Tôn, ta đã có được tính lạc thanh tịnh. Người huấn luyện voi Ly Sa Nang Đà sau khi nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, làm lễ mà lui. Kinh 802, Bất Bần. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở trong giảng đường Trùng Cát, bên ao Di Hầu, tại Tỳ Xá Ly. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Thánh đệ tử nếu thành tựu được bốn bất hoại tình, ở giữa loài người không sống cuộc sống nghèo khốn, không bị lạnh rét, xin ăn, mà tự nhiên giàu sang đầy đủ. Những gì là bốn? Thành tựu bất hoại tình đối với Phật, thành tựu bất hoại tình đối với Pháp, Tăng và Thánh giới. Cho nên tỳ kheo phải học như vậy: Ta sẽ thành tựu bất hoại tình đối với Phật, sẽ thành tựu bất hoại tình đối với Pháp, Tăng và Thánh giới. Các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 803, Chuyển Luân Dương. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Chuyển Luân Thánh Dương có đầy đủ 7 báo, thành tựu được 4 thứ thần lực trong cõi người, làm vua 4 thiên hạ. Sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên cõi trời. Tuy lại làm Chuyển Luân Thánh Dương có đầy đủ 7 báo, thành tựu được thần lực trong cõi người, làm vua 4 thiên hạ, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh lên cõi trời, nhưng vẫn còn chưa đoạn trừ được cái khổ của đường dữ địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vì sao? Chuyển Luân Dương chưa đạt được bất hoại tình đối với Phật, chưa được bất hoại tình đối với Pháp, Tăng và Thánh giới. Đa văn thánh đệ tử mang y phấn tảo, xin ăn khắp mọi nhà, dùng ngoạ cụ bằng cỏ. Nhưng các vị đa văn thánh đệ tử này đã giải thoát được cái khổ của các đường dữ địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vì sao? Các vị đa văn thánh đệ tử này đã thành tựu được bất hoại tình đối với Phật, đã thành tựu được bất hoại tình đối với Pháp, Tăng và Thánh giới. Cho nên các tỳ kheo phải học như vậy: Ta sẽ thành tựu bất hoại tình đối với Phật, sẽ thành tựu bất hoại tình đối với Pháp, Tăng và Thánh giới. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 804, Tứ Bất Hoại Tình. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Các ngươi nên khởi lòng thương mến và lòng từ bi đối với những gì các ngươi nói.
Nếu có người nào thích nghe, thích lãnh thọ, các ngươi hãy vì họ mà nói về bốn bất hoại tịnh, khiến cho chứng nhập, khiến cho an trụ. Những gì là bốn? Bất hoại tịnh đối với Phật, bất hoại tịnh đối với Pháp, bất hoại tịnh đối với Tăng, thành tựu thánh giới. Vì sao? Nếu bốn đại, đất, nước, lửa, gió có sự thay đổi, tăng giảm, nhưng bốn bất hoại tịnh này chưa từng có sự tăng giảm biến đổi khác. Chúng không tăng giảm, biến khác, chỉ vì đã văn thánh đệ tử đã thành tựu được đối với Phật. Nên nếu bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, điều này không thể có được. Cho nên các tỳ kheo nên học như vậy. Ta sẽ thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật, thành tựu bất hoại tịnh với Pháp, Tăng, thành tựu thánh giới, và sẽ thiết lập cho người khác cũng được thành tựu. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 805, Quá Hoàng. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nếu tin người sanh năm điều lỗi lầm, hoặc khi người ấy vi phạm giới luật bị chúng từ bỏ, người tin kính kẻ đó sẽ nghĩ như vậy: đây là thầy của ta, đã được ta kính trọng, bị chúng ta từ bỏ, nay ta còn lý gì để vào chùa tháp này nữa? Khi đã không còn vào tháp chùa rồi, sẽ không kính chúng ta. Do không kính tăng nên không còn được nghe Pháp. Do không còn nghe Pháp, Pháp lành sẽ bị thối mất, không còn được ở lâu trong chánh Pháp. Đó gọi là lỗi lầm thứ nhất do tin kính người sanh ra. Lại nữa, ai tin kính người, nếu người được kính vi phạm giới luật, bị chúng tăng cử tội bất kiến, ai tin kính người sẽ nghĩ như vậy: đây là thầy ta, đã được ta kính trọng, mà nay bị chúng tăng cử tội bất kiến, nay ta có lý gì để vào chùa tháp nữa? Khi đã không vào chùa tháp rồi, không còn kính chúng tăng. Do không kính tăng nên không còn được nghe Pháp. Do không còn nghe Pháp, Pháp lành sẽ bị thối mất, không còn được ở lâu trong chánh Pháp. Đó gọi là lỗi lầm thứ hai do dễ tin kính người sinh ra. Lại nữa, người kia nếu đắp y mang bát vô hành phương khác, kẻ tin kính người kia sẽ nghĩ như vậy: người được ta kính đã đắp y mang bát vô hành nhân gian, nay ta còn lý gì mà vào chùa tháp này nữa? Khi đã không vào chùa tháp rồi, không còn cung kính chúng tăng. Do không kính tăng nên không còn được nghe Pháp. Do không còn nghe Pháp, Pháp lành sẽ bị thối mất, không còn được ở lâu trong chánh Pháp. Đó gọi là lỗi lầm thứ ba do dễ tin kính người sinh ra. Lại nữa, nếu người được tin kính kia xả giới hoàn tục, người dễ tin kính người kia sẽ nghĩ như vậy: ông là thầy ta, được ta kính trọng, đã xả giới hoàn tục, đây ta không nên vào chùa tháp này. Khi đã không vào chùa rồi, sẽ không còn kính chúng ta. Do không kính ta nên không còn được nghe Pháp. Do không còn nghe Pháp, Pháp lành sẽ bị thối mất, không còn được ở lâu trong chánh Pháp. Đó gọi là lỗi lầm thứ tư do dễ tin kính người sanh ra. Lại nữa, nếu người được tin kính kia thân hoại mạng chung, người dễ tin kính người kia sẽ nghĩ như vậy: ông là thầy ta, được ta kính trọng, nay đã qua đời, nay ta còn lý gì để vào chùa tháp này nữa? Khi đã không còn vào chùa nữa, sẽ không còn kính tăng. Đó gọi là lỗi lầm thứ năm do dễ tin kính người sanh ra. Cho nên các tỳ kheo phải học như vậy: ta sẽ thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật, bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng và thành tựu thánh giới. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 806, Thực. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có bốn loại thức ăn nuôi lớn chúng sanh, giúp thọ và làm tăng trưởng bốn đài. Những gì là bốn? Đó là đoàn thực, xúc thực, ý tư thực và thức thực. Cũng vậy, có bốn thứ phước đức thấm nhuần làm thức ăn an lạc. Những gì là bốn? Bất hoại tịnh đối với Phật, bất hoại tịnh đối Pháp, Tăng và thành tựu thánh giới. Cho nên các tỳ kheo phải học như vậy: ta sẽ thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật, bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng
và thành tựu thánh giới. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 807 giới. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. Người thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật được nghe pháp, được chúng tăng hộ niệm và thành tựu thánh giới. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 807 giới. Kinh kế này cũng nói như trên, nhưng có một vài sai biệt. Nếu thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật, pháp tăng, chúng sanh mà bị quấn chặt bởi cáo bẩn của sang tham, sẽ lìa được cáo bẩn của sang tham, tại gia mà an trụ giải thoát, tâm thường hành bố thí, thích bố thí, luôn an lạc trong việc thực hành xả thí bình đẳng, thành tựu được thánh giới. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 809 nhuận trạch. Kinh kế này cũng nói như trên, nhưng có một vài sai biệt. Thánh đệ tử như vậy có bốn sự thấm nhuần phước đức, thấm nhuần thiện pháp. Công đức nếu được nhiếp thọ ước lượng, không thể ước lượng được bao nhiêu phước quả, bao nhiêu quả, bao nhiêu phước quả đã tích tập. Phước lợi này quá nhiều, đến mức chỉ có thể nói đó là khối tích tụ phước đức lớn. Thí như hợp lưu của năm con sông, sông Hằng, Gia Bồ Đa, Tát La Do, Y La Bạc Đề, Ma Hê. Nước hiệp lưu các con sông này, dù có dùng trăm bình, trăm nghìn vạn bình, cũng không thể nào đông lượng được. Lượng nước này quá nhiều, chỉ có thể nói đó là sự hợp tụ các dòng nước lớn. Cũng vậy, thánh đệ tử đã thành tựu bốn dòng nước thấm nhuần công đức, phước đức ấy, không thể ước lượng được là nhiều hay ít. Phước ấy nhiều để chỉ có thể nói đó là khối tích tụ công đức lớn. Cho nên các tỳ kheo, hãy học như vậy, ta sẽ thành bất hoại tịnh đối với Phật, bất hoại tịnh đối với pháp tăng và thành tựu thánh giới. Sau đó Thế Tôn liền nói bài kệ rằng: biển lớn nhiều sự lành, sạch mình, sạch vật khác, sâu rộng bình lặng trôi, gồm đầy trăm dòng nước, tất cả mọi sông rạch đều quy về biển lớn, nơi các loài nương sống. Thân này cũng như vậy, tu công đức thế giới, nơi trăm phước quy về. Kinh 810 Bà La Môn. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc trong rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: người Bà La Môn nói đạo hư dối, ngu si, tà ác, không chân chánh thú hướng, chẳng phải trí đẳng giác hướng đến niết bàn. Người ấy giáo hóa đệ tử như vậy. Vào ngày rằm, dùng bột hồ ma, bột ablamala tắm gội thân thể, mặc áo kiếp bối mới, đầu phủ tơ dài, trét phân bò trên đất mà nằm lên, rồi bảo rằng: thiện nam tử, buổi mai dậy sớm, cởi áo để ở một chỗ, thân hình trần truồng, chạy nhanh về hướng đông. Giữa đường, giả sử có gặp voi hung, ngựa dữ, trâu điên, chó dại, gai gốc, rừng rậm, hầm hố, nước sâu đi nữa, vẫn phải thẳng tiến về phía trước, chớ nên tránh. Nếu gặp hại mà chết, quyết sẽ được sanh lên cõi phạm thiên. Đó gọi là ngoại đạo ngu si tà kiến, chẳng phải trí đẳng giác hướng đến niết bàn. Ta vì các đệ tử nói về đường chính bằng phẳng, chẳng phải ngu si, mà là hướng đến trí tuệ đẳng giác, hướng đến niết bàn. Đó là tám chi thánh đạo, chánh kiến cho đến chánh định. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 811 Xá Lợi Phất 1. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo tôn giả Xá Lợi Phất. Bảo là dòng, thế nào là dòng? Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, nói là dòng, đó là nói tám chi thánh đạo. Lại hỏi Xá Lợi Phất: gọi là nhập lưu phần, vậy thế nào là nhập lưu phần? Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, có bốn nhập lưu phần. Những gì là bốn? Thân cận thiện sĩ, nghe học chánh pháp, bên trong tư duy chân chánh, thực hành pháp tùy pháp. Lại hỏi Xá Lợi Phất:
người nhập lưu phải thành tựu bao nhiêu pháp? Sa Lợi Phất bạch Phật rằng, có bốn chi phần mà người nhập lưu thành tựu. Những gì là bốn? Bất hoại tịnh đối với Phật, bất hoại tịnh đối với Pháp, bất hoại tịnh đối với Tăng và thành tựu thánh giới. Phật bảo Sa Lợi Phất, như những gì ngươi đã nói, dòng tức là tám chi thánh đạo, nhập lưu phần có bốn pháp là thân cận thiền sĩ, nghe học chánh pháp, bên trong tư duy chân chánh, thực hành pháp tùy pháp. Người nhập lưu thành tựu bốn pháp là bất hoại tịnh đối với Phật, bất hoại tịnh đối với Pháp, bất hoại tịnh đối với Tăng và thành tựu thánh giới. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 812, Xá Lợi Phất 2. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cua Độc, rừng cái Kỳ Đà Đức Xá Vệ. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất đi đến chỗ Tôn giả A Nan, sau khi thăm hỏi khích lệ xong, rồi đứng qua một bên. Tôn giả Xá Lợi Phất nói với Tôn giả A Nan, tôi có điều muốn hỏi. Tôn giả có rảnh thì giờ trả lời cho tôi không? Tôn giả A Nan bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, theo ý Tôn giả cứ hỏi, nếu biết tôi sẽ đáp. Xá Lợi Phất hỏi Tôn giả A Nan, do đoạn được bao nhiêu pháp mà Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, bậc tri giả, kiến giả ký thuyết rằng người kia đắc Thu Đà Hoàng, không đọa vào pháp đường dữ, quyết định hướng đến chánh giác, chỉ còn 7 lần qua lại trời người rốt ráo thoát khổ. Tôn giả A Nan bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, do đoạn được bốn pháp và thành tựu được bốn pháp mà Như Lai ứng cúng đặng chánh giác ký thuyết cho người kia đắc Thu Đà Hoàng, không còn đọa vào pháp đường dữ, quyết định hướng đến chánh giác, chỉ còn 7 lần qua lại trời người mới rốt ráo hết khổ. Những gì là bốn? Thánh đệ tử trụ tâm bất tính đối với Phật đã được đoạn, đã biến tri, thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật, bất tính đối với Pháp, Tăng và ác giới đã đoạn, đã biến tri, thành tựu bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng và thành tựu được thánh giới. Như vậy, do đoạn trừ bốn pháp và thành tựu bốn pháp mà Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, bậc tri giả, kiến giả ký thuyết cho người kia đắc Tu Đà Hoàng, không đọa vào pháp đường dữ, quyết định hướng đến chánh giác, chỉ còn 7 lần qua lại trời người mới rốt ráo thoát khổ. Tôn giả A Nan bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, đúng vậy, đúng vậy. Do đoạn trừ được bốn pháp và thành tựu được bốn pháp mà Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, bậc tri giả, kiến giả ký thuyết cho người kia đắc Tu Đà Hoàng, không đọa vào pháp đường dữ, quyết định hướng đến chánh giác, chỉ còn 7 lần qua lại trời người rốt ráo thoát khổ. Sau khi hai vị chánh sĩ luận bàn xong, đều tùy hỷ từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh 813, Khủng Bố 1. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, tỳ kheo dập tắt được 5 sợ hãi và quán thù, được 3 pháp quyết định, chẳng sanh nghi hoặc, tri kiến như thật về chánh đạo hiền thánh. Vị thánh đệ tử này có thể tự ký thuyết rằng đã diệt tận các đường dữ địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, đắc Tu Đà Hoàng, không còn bị rơi vào pháp đường dữ, hướng thẳng đến chánh giác, chỉ còn 7 lần qua lại trời người rốt ráo thoát khổ. Thế nào là dập tắt 5 điều sợ hãi và quán thù? Nếu sợ hãi quán thù phát sanh do nhân duyên tội sát sanh, người ấy tránh xa sự sát sanh. Sợ hãi quán thù phát sanh do nhân duyên tội sát sanh được dập tắt. Nếu sợ hãi quán thù phát sanh do nhân duyên tội trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, người ấy tránh xa trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, sợ hãi. Quán thù phát sanh do nhân duyên tội trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu được dập tắt. Đó gọi là sự chấm dứt 5 điều sợ hãi, quán thù phát sanh do nhân duyên các tội trên. Thế nào là 3 pháp quyết định không sanh ra nghi hoặc? Đối với Phật quyết định lìa nghi hoặc, đối với Pháp và Tăng quyết định lìa nghi hoặc. Đó gọi là 3 pháp quyết định lìa nghi hoặc. Thế nào gọi là tri kiến như thật
về thánh đạo, biết như thật đây là khổ thánh đế, biết như thật đây là khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế. Đó gọi là tri kiến như thật về thánh đạo. Nếu đối với năm tội sợ hãi quán thù này mà được dập tắt, đối với ba pháp quyết định xa lìa nghi hoặc, đối với thánh đạo mà tri kiến như thật, thánh đệ tử này có thể tự ký thuyết rằng: ta đã đoạn tận các đường dữ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đắc tu đà hoàng, không còn bị đọa vào pháp đường dữ, quyết định hướng thẳng đến chánh giác, chỉ còn bảy lần qua lại trời người, rốt ráo thoát khổ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 814, khủng bố 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại giường cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. Thế nào là tri kiến như thật về thánh đạo? Tám thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định. Kinh tiếp cũng nói như vậy, nhưng có một vài sai khác. Thế nào là tri kiến như thật về thánh đạo? Tri kiến như thật về 12 duyên khởi như đã nói. Sự này có nên sự này có, sự này khởi nên sự này khởi. Như duyên vô minh có hành, duyên hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có sáu nhập xứ, duyên sáu nhập xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não. Đó gọi là tri kiến như thật của các thánh đệ tử. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 815, Thiên Đạo 1. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có bốn thiên đạo của chư thiên, làm cho chúng sanh chưa tịnh khiến tịnh, đã tịnh lại tịnh hơn. Những gì là bốn? Thánh đệ tử có bất hoại tịnh đối với Phật, có bất hoại tịnh đối với Pháp Tăng và thành tựu thánh giới. Đó gọi là bốn thiên đạo của chư thiên, làm cho chúng sanh chưa tịnh khiến cho tịnh, đã tịnh lại khiến cho tịnh hơn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 816, Thiên Đạo 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có bốn thiên đạo của chư thiên. Những gì là bốn? Thánh đệ tử niệm tưởng Như Lai sự như vậy: Như Lai là đấng ứng cúng, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đối với Như Lai sự này mà sinh tâm tùy hỷ, do tùy hỷ tâm hân hoan, do tâm hân hoan thân kinh an, do thân kinh an có cảm thọ lạc, do có cảm thọ lạc được định tam muội, do định tam muội thánh đệ tử học như vậy. Thế nào là thiên đạo của chư thiên? Và lại suy nghĩ, ta đã từng nghe không sơn nhuế là thiên đạo trên hết của chư thiên. Rồi lại nghĩ, đối với thế gian, kể từ hôm nay dù ta gặp hoặc sợ hãi hoặc an ổn cũng không nổi sân giận. Ta chỉ tự chọn cho mình thiên đạo hoàn toàn thanh tịnh thuần nhất của chư thiên. Đó gọi là thiên đạo đệ nhất của chư thiên, làm cho chúng sanh chưa tịnh khiến tịnh, đã tịnh rồi lại khiến tịnh hơn. Lại nữa tỳ kheo, thánh đệ tử niệm tưởng pháp sự như vậy: chánh pháp luật được Như Lai tuyên thuyết, ngay đời hiện tại xa lìa mọi thứ thiêu đốt, không đợi thời tiết thông đạt niết bàn. Tự thân quán sát, duyên nơi tự mình mà giác tri. Do biết pháp sự như vậy rồi, tâm sanh tùy hỷ. Do tùy hỷ tâm hân hoan, do tâm hân hoan thân kinh an, do thân kinh an có cảm thọ lạc, do có cảm thọ lạc được định tam muội, do định tam muội thánh đệ tử học như vậy. Thế nào là thiên đạo của chư thiên? Và lại suy nghĩ, ta đã từng nghe không sơn nhuế là thiên đạo trên hết của chư thiên. Rồi lại nghĩ, đối với thế gian, từ hôm nay dù ta gặp hoặc sợ hãi hoặc an ổn cũng không nổi sân giận.
ta chỉ tự chọn cho mình thiên đạo hoàn toàn thanh tịnh thuần nhất của chư thiên. Đó gọi là thiên đạo thứ hai của chư thiên, làm cho chúng sanh chưa tịnh khiến tịnh, đã tịnh rồi lại khiến tịnh hơn. Lại nữa, tỳ kheo đối với tăng sự khởi chánh niệm như vậy. Tăng đệ tử của Thế Tôn chánh trực thủ hướng, đáng được cung kính tôn trọng cúng dường, là ruộng phước vô thượng. Vì ấy chân chánh suy niệm tăng sự như vậy, liền sanh tâm tùy hỷ. Do tùy hỷ tâm hân hoan, do tâm hân hoan thân khinh an, do thân khinh an có cảm thọ lạc, do có cảm thọ lạc được định tam muội, do định tam muội thánh đệ tử học như vậy. Thế nào là thiên đạo của chư thiên? Và lại suy nghĩ, ta đã từng nghe không sừng nhuế là thiên đạo trên hết của chư thiên. Rồi lại nghĩ, đối với thế gian, từ hôm nay dù ta gặp hoặc sợ hãi hoặc an ổn cũng không nổi sân giận, ta chỉ tự chọn cho mình thiên đạo hoàn toàn thanh tịnh thuần nhất của chư thiên. Đó gọi là thiên đạo thứ ba của chư thiên, làm cho chúng sanh chưa tịnh khiến tịnh, đã tịnh rồi lại khiến tịnh hơn. Lại nữa, thánh đệ tử tự nghĩ về những giới sự đã có, suy niệm nhớ nghĩ rằng giới này của ta là giới không khuyết, giới không ô uế, giới không tạp, giới mà bậc minh trí tán thán, giới mà kẻ trí không chán. Đối với những giới sự như vậy, sau khi đã thật sự nhớ nghĩ đến rồi, tâm sanh tùy hỷ. Do tùy hỷ tâm hân hoan, do tâm hân hoan thân khinh an, do thân khinh an có cảm thọ lạc, do có cảm thọ lạc được định tam muội, do định tam muội thánh đệ tử học như vậy. Thế nào là thiên đạo của chư thiên? Và lại suy nghĩ, ta đã từng nghe không sơn nhuế là thiên đạo trên hết của chư thiên. Rồi lại nghĩ, đối với thế gian, từ hôm nay dù ta gặp hoặc sợ hãi hoặc an ổn cũng không nổi sân giận, ta chỉ tự chọn cho mình thiên đạo hoàn toàn thanh tịnh thuần nhất của chư thiên. Đó gọi là thiên đạo thứ tư của chư thiên, làm cho chúng sanh chưa tịnh khiến tịnh, đã tịnh rồi lại khiến tịnh hơn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 817, Thiên Đạo 3. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có bốn thiên đạo của chư thiên. Những gì là bốn? Thánh đệ tử niệm tưởng Như Lai sự như vậy. Như Lai là đấng ứng cúng, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vì ấy niệm tưởng Như Lai sự như vậy rồi, liền đoạn trừ tham ác và đoạn trừ lỗi tâm ác bất thiện của tâm. Vì nghĩ đến Như Lai nên sanh tâm tùy hỷ, do tùy hỷ tâm hân hoan, do tâm hân hoan thân kinh an, do thân kinh an có cảm thọ lạc, do có cảm thọ lạc được định tam muội, do định tam muội thánh đệ tử học như vậy. Thế nào là thiên đạo của chư thiên? Và lại suy nghĩ, ta đã từng nghe không sân nhuế là thiên đạo trên hết của chư thiên. Rồi lại nghĩ, đối với thế gian, từ hôm nay dù ta gặp hoặc sợ hãi hoặc an ổn cũng không nổi sân giận, ta chỉ tự chọn cho mình thiên đạo hoàn toàn thanh tịnh thuần nhất của chư thiên. Đó gọi là thiên đạo thứ nhất của chư thiên, làm cho chúng sanh chưa tịnh khiến tịnh, đã tịnh rồi lại khiến tịnh hơn. Cũng vậy, đối với pháp, tăng và thành tựu thánh giới cũng nói như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 818, Thiên Đạo 4. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có bốn thiên đạo của chư thiên. Những gì là bốn? Thánh đệ tử niệm tưởng Như Lai sự như vậy. Như Lai là đấng ứng cúng, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vì thánh đệ tử ấy niệm tưởng Như Lai sự như vậy rồi, tâm không bị tham dục, triền phược, sân hận, ngu si triền phược, tâm ấy chánh trực, niệm tưởng Như Lai sự. Thánh đệ tử này được dòng nước pháp, được dòng nước của nghĩa, được tùy hỷ lợi ích do niệm tưởng Như Lai.
do tùy hỷ tâm hân hoan, do tâm hân hoan thân khinh an, do thân khinh an có cảm giác thọ lạc, do có cảm giác thọ lạc được định tam muội, do định tam muội thánh đệ tử học như vậy. Thế nào là thiên đạo của chư thiên? Và lại suy nghĩ, ta đã từng nghe không sân nhuế là thiên đạo trên hết của chư thiên. Rồi lại nghĩ, đối với thế gian, từ hôm nay dù ta gặp hoặc sợ hãi hoặc an ổn cũng không nổi sân giận. Ta chỉ tự chọn cho mình thiên đạo hoàn toàn thanh tịnh thuần nhất của chư thiên. Đó gọi là thiên đạo thứ nhất của chư thiên, làm cho chúng sanh chưa tịnh, khiến tịnh, đã tịnh rồi, lại khiến tịnh hơn. Cũng vậy, đối với Pháp, Tăng và thành tựu thánh giới cũng nói như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 819, Pháp Kính 1. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cua Độc rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nay ta sẽ nói kinh Pháp Kính. Hãy lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Thế nào là kinh Pháp Kính? Thánh đệ tử có bất hoại tình đối với Phật, có bất hoại tình đối với Pháp, Tăng và thành tựu thánh giới, đó gọi là kinh Pháp Kính. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 820, Pháp Kính 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có một số đông các tỳ kheo đắp y mang bát vào thành Xá Vệ khất thực. Trong khi khất thực, nghe tin tỳ kheo Nang Đồ, tỳ kheo Ni Nang Đà, U Bà Tát Thiện Sanh và U Bà Di Thiện Sanh đều qua đời. Sau khi khất thực xong, trở về tinh xá, cất y bát và rửa chân xong, đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên, bạch Phật: Thưa Thế Tôn, sáng sớm hôm nay con vào thành Xá Vệ khất thực, nghe tin tỳ kheo Nang Đồ, tỳ kheo Ni Nang Đà, U Bà Tát Thiện Sanh và U Bà Di Thiện Sanh đều đã qua đời. Bạch Thế Tôn, vậy bốn vị này sau khi qua đời, họ sẽ sanh về nơi nào? Phật bảo các tỳ kheo: Tỳ kheo Nang Đồ và tỳ kheo Ni Nang Đà vì đã diệt tận các lậu nên đã được vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự tri, tự tác chứng, tự biết. Sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hành đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Còn U Bà Tát Thiện Sanh và U Bà Di Thiện Sanh vì năm hạ phần kết đã hết nên đắc A Na Hàm, sanh lên cõi trời mà vào bát niết bàn, không còn sanh vào cõi này nữa. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Nay ta sẽ nói kinh Pháp Kính. Thánh đệ tử có bất hoại tình đối với Phật, thành tựu thánh giới, đó gọi là kinh Pháp Kính. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 821, Pháp Kính 3. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Như đã nói đầy đủ ở trên, nhưng có một vài sai biệt. Có tỳ kheo đi kia, U Bà Tắc, U Bà Di kia qua đời cũng nói như trên. Kinh 822, Na Lê Ca. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong tinh xá Phồn Kỳ Ca tại tụ lạc Na Lê Ca. Bây giờ ở đây có nhiều người qua đời. Lúc ấy có các tỳ kheo đắp y mang bát vào tụ lạc Na Lê Ca khất thực. Nghe tin ở tụ lạc Na Lê Ca, các U Bà Tắc, Kế Ca Xá và Ni Ca Cha, Khư Lăng Ca La, Ca Đa Lê Sa Bà, Xà Lộ, U Ba Xà Lộ, Lê Sắc Cha, A Lê Sắc Cha, Bạc Đà La, Tu Bạc Đà La, Gia Xá, Gia Du Đà, Gia Xá, Quốc Đà La, U Bà Tắc, Kế Ca Xá và Ni Ca Cha, Khư Lăng Ca La, Ca Đa Lê Sa Bà, Xà Lộ, U Ba Xà Lộ, Lê Sắc Cha, A Lê Sắc Cha, Bạc Đà La, Tu Bạc Đà La, Gia Xá, Gia Du Đà, Gia Xá, Quốc Đà La, tất cả đều qua đời tại đây. Sau khi nghe tin này, họ trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong,
đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên, bạch Phật rằng: Sáng sớm, số đông các tỳ kheo chúng con vào tụ lạc Nalika khất thực, nghe tin U Bà Tắc, Kế Ca Xá và nhiều người qua đời. Bạch Thế Tôn, những người này sau khi qua đời, họ sẽ sanh về nơi nào? Phật bảo các tỳ kheo: Kế Ca Xá và những người kia đã đoạn năm hạ phần kết, đắc A Na Hàm, vào bát niết bàn ở trên trời, không sanh lại cõi này nữa. Các tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lại có hơn 250 vị U Bà Tắc đã qua đời, và lại có 500 U Bà Tắc tại tụ lạc Nalika này qua đời. Tất cả đều dứt hết năm hạ phần kết, đắc A Na Hàm, vào bát niết bàn ở trên cõi trời kia, không còn sanh trở lại đời này nữa. Lại có hơn 250 vị U Bà Tắc qua đời đều dứt hết ba kết tham, nhuế và si mỏng. Đắc Tư Đà Hàm sẽ chịu một lần sanh mới rốt ráo thoát khổ. Tại tụ lạc Nalika này, lại có 500 U Bà Tắc qua đời tại tụ lạc Nalika này đã dứt hết ba kết đắc Tu Đà Hoàng, không còn đọa vào pháp đường dữ, quyết định hướng đến chánh giác, chỉ còn 7 lần qua lại trời người rốt ráo thoát khổ. Phật bảo các tỳ kheo: Các người theo người này qua đời, người kia qua đời mà hỏi, thật là phiền nhọc. Chẳng phải là điều Như Lai muốn trả lời. Phàm có sanh thì có tử, có gì là lạ? Dù Như Lai có ra đời hay chẳng ra đời, pháp tánh vẫn thường trụ. Điều đó Như Lai tự chứng tri. Thành đẳng chánh giác, hiển bày, diễn nói, phân biệt, chỉ dạy rằng cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi, do duyên vô minh nên có hành, cho đến do duyên sanh nên có già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ não, và tập khởi khổ quẩn như vậy. Vô minh diệt, kỳ hành diệt, cho đến sanh diệt, thì già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ não diệt, khổ quẩn bị diệt như vậy. Này ta sẽ vì các ngươi nói về kinh Pháp Kính, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi giảng nói. Thế nào là kinh Pháp Kính? Thánh đệ tử có bất hoại tịnh đối với Phật, có bất hoại tịnh đối với Pháp Tăng và thành tựu thánh giới, đó gọi là kinh Pháp Kính. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.